Ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục ngày xét xử thứ hai vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết. Phiên tòa hôm nay chuyển qua phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã trình bày bản luận tội đối với 6 bị cáo. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cùng tội danh này, Nguyễn Thành Luân bị đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù, Phạm Thị Hồng bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Võ bị đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 6 bị can, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương để truy tố ra trước tòa tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự từ ngày 24 tháng 10. Sau 2 ngày phiên tòa xét xử đã kết thúc, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 30 tháng 10.